Thì hôm nay trung tâm xúc tiến thương mại của tôi tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với trường doanh nhân Kia tổ chức cái chương trình tọa đàm và doanh nghiệp thích ứng với cuộc chuỗi Covid. Thì cả hôm nay của chúng ta là thầy tiến sĩ Lê Thảo Dương, là chuyên gia kinh tế. Thì tôi hy vọng là trong cái buổi tọa đàm hôm nay, thầy sẽ cung cấp cho các cái đơn vị doanh nghiệp rất nhiều cái kiến thức và kinh nghiệm giúp cho các doanh nghiệp vượt qua và cái cơn bão Covid vượt qua. Xin mời thầy bắt đầu chương trình. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Thưa các anh chị, một cái doanh nghiệp thì quy luật chạy của nó như sau. Đầu tiên ấy, là tôi với các anh chị đều là từ ông bùn đất mà ra thì ghê gớm cái gì. Thế là bắt đầu mình hơn người ở chỗ là mình dám khởi nghiệp. Đấy. Còn cái anh mà không vượt qua núi sợ được ấy, là mua vàng cất trong con đường ấy, xong bắt đầu ngồi phá. Cho nên cái anh doanh nghiệp ấy, đáng trân trọng nhất ấy, là tinh thần khởi nghiệp, họ dám làm này. Và thế là tôi dám bỏ tiền ra tôi mở quán cà phê. Mưa gió mà bể là tôi chết. Người ta hơn người chứ đâu. Quý nhất của doanh nghiệp là chỗ đó. Thế thì sau khi khởi xong, nếu là ý tưởng mới thì tỷ lệ chết là 92%. Của mình 91%, rất phù hợp số định. Còn nếu mà ý tưởng cũ đi bán cà phê ấy, tỷ lệ chết 32%. Vậy thì phải chấp nhận chết chứ, đừng chết. Nhưng mà cho cái chỉ kiến thức này là đằng này chả nắm được, cứ mở ra là đương nhiên phải sống, ở đâu ra cái thứ đấy. Lần sau mới sống. Chứ tất cả đều giàu thì tổng của cải nó là một câu tăng là hàng xấu. Ông giàu thì sẽ ắt với thằng khác nghèo. Bây giờ khởi nghiệp mà sau 3 năm mà đứng là chắc chắn chui xuống chết rồi, cắm đầu rồi. Nhưng mà vì các anh chị có hành vi tấn công, tái cấu trúc một cái gì đó thì mỗi anh tái một cái. Bên này là tái nhân sự, anh này là tái máy, anh này là tái văn hóa, anh này là tái quy trình thì nó sẽ bật lên. Giai đoạn 2 là tồn tại. Các anh chị không vượt được quy luật đâu, quy luật đó là cái đuôi cá sấu. Cái lực của con cá sấu nó nằm mà đuôi nó quật phát chết liền à. Cho nên là mình phải có gốc gác thì tí nữa mình thảo luận nó mới ra. Chứ mang kinh nghiệm không được. Thế bây giờ tồn tại vật nhau với thị trường lòi mắt chứ. Thế về đối thủ nó vật 32%, nó vật trồng phát nữa. Tỷ lệ cắm đầu xuống chết 10%. Nếu anh không chết thì có nghĩa là ở tại thời điểm này anh mới lại tái một quả nữa. Cho nên là cái quá trình tái nó phải liên tục theo ngày, theo tháng và cuối cùng đổi toàn bộ công ty. Công ty Kodak của Mỹ, công ty đường sắt của Mỹ, nó phải thay đổi toàn bộ thì nó mới sống được. Nhưng đấy là giai đoạn cuối. Đằng này cứ ì xong bắt đầu đi nhậu, công ty thì êm. Không, không bao giờ mà đường tính cả. Nó sẽ là ba đầu nó cắm. Bây giờ em không cắm thì em lại tái đấy, thì nó nhảy lên giai đoạn thành công. Thế cả ông chủ cứ ngược đi, mẹ khảnh khạ. Không dễ thế đâu. Và sau 3 năm nó lại cắm luôn, 10% chết nữa. Vậy thì tại thời điểm này chúng ta phải, tôi đang nói không có Covid cũng chết. Tại vì anh có cải biến gì đâu. Khi mà tổng cầu thị trường nó thay đổi, mà anh cứ ngồi anh dương tự đắc. Cho nên là em chả cần học em cũng thành công. Tí nữa tôi sẽ bàn em mệnh đề đó. Ngày mai tôi làm cái đại học Đại Nam cái mệnh đề đó. Anh thành công trước mắt anh thì không lâu dài. Cái quan trọng là lâu dài. Bây giờ các anh chị cần tôi đếm cho từng đại gia chết như thế nào. Chết ở khúc sau khởi nghiệp, chết ở khúc sau tồn tại, chết ở khúc sau thành công. Mấy em sống được một cái vênh váo. Cho nên là cứ nổ là cái anh sắp chết ấy. Tôi nói thiệt. Bây giờ đến đây lại không chủ quan, làm quả nữa. Bây giờ tôi dẫn chứng ra mất thương hiệu người ta. Trong tay tôi đầy tất cả các ví dụ của doanh nghiệp Việt Nam, chứ tôi lấy nước ngoài làm gì. Nhưng thôi, nếu các anh chị tái thì nó nhảy sang giai đoạn 4. Đó là giai đoạn phát triển. Cho nên là anh có một cái đại lý, anh có hiểu đâu. Anh chơi N đại lý, tôi lại nói ví dụ công ty thì nó không ai. Mày không phát triển mày chết. Nhưng phát triển chết liền nếu không đủ sức để phát triển đồng bộ các yếu tố.
Thế là bắt đầu cắm đầu xuống. Suốt ngày là mở đại lý rồi là phủ phủ. Anh quá một điểm G của biên tế tối ưu là anh chết. Mà anh đứng im thì thị trường nó bóp anh chết. Cho nên là cái não nó không phát triển thì thua gì. Và thế là lại tòi 10%. Thế nếu đến đây mà các anh chị quánh một cú dứt khoát để đồng bộ với quá trình phát triển thì nó vượt lên, thì nó thành giai đoạn thành danh. Và như vậy doanh nghiệp được trải nghiệm suốt các sản phẩm. Các anh chị ạ, nếu ngày xưa là 50 năm nó mới ra được cái thành danh này, tức là thương hiệu xuất hiện, người ta trải nghiệm thôi, người ta có. Đằng này mới thành lập cái doanh nghiệp, cái là em đi làm thương hiệu quên hiệu rồi. Thương hiệu là cái gì? Cái niệm chưa xong cứ nổ thôi. 50 năm mới vẽ vào não thôi, vẽ vào não người tiêu dùng. Còn ngày nay nhờ 4.0 nó có thể ngắn hơn rất nhiều. Thế đến khi có thương hiệu rồi, thế là bắt đầu là ngại ngây ngáo, cắm thẳng xuống đây. Thì nó gọi là giai đoạn này giai đoạn bùn đất. Anh em mình từ bùn đất mà ra cái hoàng tráng cái gì cơ, có tí tiền mặc cái vinh vào. Tôi chào anh, vì tôi hiểu vấn đề. Từ bùn đất, rồi nó về đến cuối cùng, nó lại về cái bùn đất. Cái gì ạ? Đấy. Nhưng mà em thì em không thích về bùn đất. Không thích về bùn đất thì đến đây phải đập công ty làm lại. Thì người ta gọi là, người ta gọi là tái lập. Còn ở đây là tái cấu trúc. Tái cấu trúc. Tái cấu trúc. Còn đây là tái lập. Đó là cô đã cắm đầu xuống. Các chị ạ, thành danh hết rồi cũng chết à. Bởi vì chung cái sản phẩm bối cảnh nó thay đổi mà ông cứ y ra thương hiệu chết sạch các bạn ạ. Thế bây giờ nếu như em làm lại, các anh chị biết Coca người ta phải làm lại toàn bộ, bây giờ nốc cái đó vào nó béo phì, không em trả chợ nó làm lại cái thì nó xây ra thế này, thì giai đoạn cuối cùng nó là giai đoạn trường tồn, tức là doanh nghiệp em sẽ được đúc tượng đấy. Vậy thì thưa các anh chị, tôi ngứa mồm, tôi muốn lấy ví dụ các loại doanh nghiệp Việt Nam mà án người ta xử rồi, tức là tôi được quyền nêu tên doanh nghiệp rồi, nhưng mà thôi đại chúng thế này mệt lắm. Có mấy em sống được đến giai đoạn hai cắm đầu, các chị nghĩ lại tất cả các vụ án rồi. Có em thì ác lắm rồi, đến giai đoạn ba thành công rồi cắm xuống, còn chưa qua giai đoạn, thế mà mới đang ở giai đoạn khởi khởi nghiệp. Chính phủ ơi phải làm thế này, chính phủ ơi phải làm thế kia, em không làm được dễ điểm này. Không, cái đó các anh chị nêu vấn đề là đúng. Và họ vĩ mô người ta sẽ hỗ trợ đến cùng, vì nó là quyền lợi của hai cái cộng tác lại. Nhưng chỉ trông chờ vào cái đó không được. Cho nên là chính mình làm doanh nghiệp, nó đưa đến anh giám đốc, ít anh nào dám không làm việc 12 tiếng lắm các anh chị ạ. Cho nên là cái bài hát đời doanh nhân nó đúng kinh khủng. Đã làm doanh nghiệp không ngủ được, không ăn được, và mấy cô vợ phàn nàn biết không được ôm nữa. Chứ đâu làm gì có doanh nghiệp đi cục bia các chị ạ. À? Bởi vì họ liên tục phải làm những động tác này, thì đấy là kiến thức số 3 của một thống nhất các chị. Một quá trình vận động liên tục không Covid nhỉ. Còn cái quá trình Covid này nó sẽ đập ngay ở giai đoạn giữa. Đằng này thứ ngành nào vậy, thì bây giờ mỗi doanh nghiệp tí nữa chúng ta sẽ làm được tác. Chúng ta đang ở khúc nào của cuộc chơi đây? Các anh chị ạ, vậy Việt Nam có mấy em thực sự có thương hiệu đến giai đoạn nào? Ngưỡng mộ lắm, nhưng mà không nói đại chúng mệt lắm, ảnh hưởng đến người ta. Còn đằng này tồn tại chưa xong, mà lại cứ đòi vươn lên đấy. Lao động cật lực, các anh chị ạ. Bởi vì cuối cùng sản phẩm các anh chị phải qua trải nghiệm dưới các điểm chạm thì tôi mới tin các anh chị được. Và Lê Thẩm Dương mất vừa năm nay tròn 40 năm đứng bộ từ khi còn nhóc con, cho tất cả các thế hệ học sinh có điểm chạm thì cái tên Lê Thẩm Dương mới có được một tí trên thương trường này các anh chị ạ. Đằng này mới đi giảng hay nổ tanh tách đi làm thương hiệu bằng quảng cáo ngây ngô ngây ngô, không phải được các anh chị ạ. Ngày mai là tôi đánh cái chương trình thương hiệu rất nhấn lại, người ta mới tin mình làm thương hiệu là vẽ hình ảnh và thắng người khác. Cho nên anh Nhật anh ấy vẽ được hình ảnh cả dân tộc. Phải tí nữa Đồng Tháp phải vẽ hình ảnh cho bà con toàn quốc, đã nói đến Đồng Tháp là nói đến cái gì, mà cái gì nó chất lượng ra làm sao, người ta mua người ta không tính đến.
nó là cả quá trình, thì cá nhân mình cũng vậy thôi. Kiến thức số 4, tôi mong các anh chị đừng lo lắng nhé, tôi canh thời gian tôi nói tôi suốt ruột. Cái số 4, đã làm doanh nghiệp thì cái hành vi 12 tiếng ấy, là người ta làm cái gì? Thưa các anh chị, nó là một cái hàng FX. Đây, làm doanh nghiệp, doanh nghiệp nó là cái nghề, giảng viên nó là cái nghề, cha học cha anh nhảy tốt ấy cũng là nghề giảng. Doanh nghiệp nó cũng phải cứ bỏ tiền ra sang Quảng Châu mua món đồ 5.000 xong về bán 7.000, thế lại âm thành doanh nghiệp không được. Doanh nghiệp cái nghề này nó đòi một cái hàm FX với rất nhiều biến, các anh chị ạ. Và khi mà các anh chị làm, các anh chị phải có tư duy toàn diện, tức là nó hợp các biến lại thì các anh chị mới thông cảm với thủ tướng. Được cái này thì nó mất cái này. Không, em muốn cả chai cả lọ mà mỗi thứ không cần cao, nhưng vỡ một cái hỏng hết. Cho nên anh nào nhìn ở góc độ sức khỏe thì bỏ cái chính sách này sang, anh nào nhìn sang yếu tố kinh tế thì bỏ ấy tầm bậy, anh nào bảo em chỉ cần sự bình an thì nhìn vào chính sách thì anh lại phán kiểu khác. Rất tiếc cái người điều hành người ta đòi hàm số tối ưu chứ không phải cắt biến tối ưu. Vậy thì doanh nghiệp có 4 biến sau đây. Biến đầu bảng của đầu bảng khởi động cho cái doanh nghiệp đó là biến khách hàng. Đằng này lại đi làm doanh nghiệp nhăm nhăm một cái lợi nhuận. Lợi nhuận lớn nhất ngày nay là khách hàng, còn khách còn đất. Thế với các anh chị đó, bằng kinh nghiệm các anh chị chỉ phải chửi thôi. Chửi tôi chịu thôi. Thế bây giờ muốn có khách hàng thì động tác đầu tiên anh phải tạo ra sản phẩm. Cái sản phẩm đó nó phải đút vào cái khe hở của khách. Ngày xưa khe của khách là anh đói cho anh ăn, thế là cạnh nhau cạnh tranh bằng đồ ăn đủ. Xong người ta nâng cái khách hàng lên, nhu cầu nó lên là anh cần ăn ngon, cho nên cái anh ăn không ngon vỡ dẹp sản phẩm vỡ vẩn. Bây giờ anh cần ăn độc, cho nên là còn khách là còn thấp. Cho nên là ngày xưa kinh doanh là vì sản phẩm, xong đến kinh doanh là vì khách hàng. Khách hàng là con người, cho nên bây giờ là kinh doanh vì con người. Con người nó đòi ăn nhưng nó đòi cảm xúc nữa. Cho nên tôi vào nhà ăn, 1 đồng là tiền thức ăn, nhưng mà 9 đồng tôi trả cho nhà hàng ấy là ở dịch vụ, nó hầu tôi. Vẫn không hiểu. Còn ngày nay không phải là kinh doanh với nhu cầu, là con người. Con người nó trên khách hàng, mà khách hàng thì nó trên sản phẩm. Bây giờ là nó kinh doanh là con người, nhưng lại theo trào lưu của xã hội. Tôi thích mặc áo trắng, nhưng cả xã hội thanh niên bây giờ nó đòi mặc áo đen. Và kết quả tôi bỏ nhu cầu của tôi cũng mặc áo đen. Cho nên là cuối cùng bây giờ là nó kinh doanh trên cơ sở nhu cầu của mạng xã hội. Đằng này vẫn cứ mang cái kiến thức học từ cái hồi nào là tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia. Mỗi lần là giới thiệu tôi tiến sĩ tôi xấu hổ, vì tôi phải cố gắng tôi sinh ra một cái danh. Các chị ạ, vậy thì bản chất của kinh doanh đó là đi tìm xem tụi anh muốn gì. Sau đó anh về anh mới làm ra sản phẩm. Cả một công đoạn hay lắm các chị ạ, nếu mà chúng ta làm học chi tiết rất cụ thể chứ không có lý thuyết gì đấy cả. Thế nếu mà sản phẩm các chị đúc đúng vào cái khe người ta muốn, cái khe đó càng lúc nó càng hẹp lắm, khó khăn lắm. Nhưng mà khổ các chị đút xong rồi thì người khác người ta cũng đút được. Thế thì mình phải cạnh tranh. Làm sao chú ra ngoài để anh hầu khách. Cho nên nó mới sinh ra cái chủng tộc. Như vậy, kinh doanh nó có 2 việc. Việc số 1, tạo sản phẩm. Đó là lúa, đó là gạo, đó là chế biến lúa gạo. Vậy thì du lịch của mình sao nó không lên được? Bởi vì anh có nắm được tổng cầu, và tổng cầu nó đến chỗ nào rồi, người ta không nói. Mà đi tổng cầu, đi điều tra bằng cái việc ấy, là anh muốn gì ở du lịch em hầu. Xưa lắm rồi, vì con người ta nó nói một đằng, nó làm một nẻo.
nó nghĩ một đằng nhưng nó nghe một nẻo. Khi anh biết bốn yếu tố đó thì người ta gọi là thấu cảm khách. Cho nên ngày nay người ta phải dựa cái hành vi của chú mày, chứ anh không hỏi chú. Thì anh mới tạo ra sản phẩm, anh đút được vào khe hở. Vậy tạo sản phẩm vào khe hở. Tiếp tí nữa, có bao nhiêu phần trăm Covid cũng đập chết? Nếu không có Covid, liệu các anh chị có vào được khe hở của khách? Tôi nói một bàn hàng gạo thì nó chả có gì sâu xa đấy cả. Nó rất cụ thể. Thế bây giờ anh vào được rồi, nhưng anh yếu quá, anh khác anh bị đánh với bật ra, thì cái trục dọc này nó đòi các anh chị có sức cạnh tranh. Còn cái trục ngang này này, nó đòi các anh chị là đúng cầu của nó, một cách rất tổng quan nhé. Nhưng chú ý cái tổng cầu ấy là như vậy. Cho nên cái việc số 2 là anh muốn gà người ta, thì ở cái phần cạnh tranh này này, cái phần ở mặt trận dưới này này, thì đó chính là nền tảng của anh. Cho nên là nền tảng của anh mà yếu thì anh không đánh được. Nền tảng gồm có nguồn lực, nền tảng gồm có hoạt động. Nguồn lực, đất đai, nhà cửa, toàn bộ nhân sự vân vân, yếu xịu. Anh có làm đúng sản phẩm ra ngoài, làm gì có bao cấp vào đấy. Bây giờ nguồn lực của anh rất mạnh, nhưng mà cái hoạt động của anh không giống ai cả. Người ta không cần nhân sự, người ta cần phối hợp nhân sự, thì lại cứ mang nhân sự tài ra đi khoe. Và kết quả ngày hôm qua Paris Saint-Germain, ba ông bên này là Mbappé, bên này ấy là ông Messi. Ôi giời ơi, bên này ông Neymar thua trắng cỏ trắng cổ. Mày càng năng lực mày càng thua, người ta cần phối hợp thôi. Cho nên cái hoạt động phối hợp không có. Sau đó nền tảng là gì? Là người ta cần các đối tác chính. Ngay cái chữ khách hàng mình cũng không hiểu thì mình thua rồi. Vậy khách hàng là ai? Tí tôi sẽ nói với anh chị. Cái khách hàng vĩ đại nhất hiện nay là nhân viên nhà mình. Đằng này lại đi phát triển khách hàng là cái người mua sản phẩm lúa của mình, cái người đi du lịch. Khi mà lính mình nó không happy, không bao giờ các anh chị làm được. Chứ là cái khái niệm khách hàng cũng chưa nắm được mà cứ ngồi nói như thánh. Các anh chị à, tôi hơi gay lắm, nhưng mà hội nghị nó muốn có hiệu quả thì nó phải thế các anh chị ạ. Sau đó anh mang một cái nền không đúng, xong anh lên TV anh cứ ngồi anh dạy dỗ người ta. Không, tôi không dám dạy, tôi đang trao đổi với các anh chị. Cho nên tí nữa các anh chị thấy, ngày nay nó tìm mọi cách nó biến cái não thành của cải, chứ không ai biến cơ bắp thành của cải cả. Cho nên tinh thần, tức là não, trở thành một lực lượng vật chất. Các anh chị ạ, các anh chị toàn những người trưởng thành, các anh chị quản lý, mà các anh chị đã từng trải rồi, tôi nghĩ là, chứ bây giờ tôi nói với một em sinh viên năm 3, năm 4 thì chắc chắn nó không hiểu. Nhưng với các anh chị tôi nói hàng năm, bởi vì tôi đang công hiến, vì tôi nghĩ các anh chị hiểu. Vậy thì bản chất của kinh doanh là tạo ra sản phẩm để đút vào khe hở. Khi các anh chị đút được, Covid rời người ta vẫn mua, tôi khẳng định. Vấn đề hình như nó nằm ở mình chứ chưa hẳn nằm ở chỗ khác. Có thể nó giảm. Nhân công bây giờ thiếu, ai thiếu thì thiếu, chứ tôi thiếu. Đó là khẩu hiệu chúng ta phải làm. Người ta ở Sài Gòn, người ta về Đồng Tháp, tôi sẽ lượng nhân sự đó. Nhân sự Đồng Tháp ở bên kia sẽ phải sang tôi. Các anh chị nghĩ tôi nổ à? Đấy có chuyện. Cho nên ở đây anh nào thiếu cứ thiếu, không Covid vẫn thiếu, chứ không phải vì Covid mà thiếu lao động. Các chị ạ, và anh không làm được thì anh phải để người khác làm. Nghĩa là doanh nghiệp anh phải phá sản. Phá sản là một tín hiệu, nó cho thấy cạnh tranh nó đạt cái chỉ số để cho người khác người ta sống lên. Tí tôi nói số doanh nghiệp thành lập mới. Các chị ạ, thì nó phải có những quan điểm nó ghẻ nhau như vậy thì thảo luận nó mới ra. Chứ còn bây giờ tôi ngồi tôi cứ nói xui, xong bằng kinh nghiệm, xong nói cứ như là tôi ngủ không, thì cái điều đó, cái tính công hiến nó thấp lắm. Sau cái buổi này các anh chị về nhà, các anh chị tự nhiên các chị nghĩ cho các anh chị chửi thôi, thì tôi cho là buổi hội thảo thành công. Nhưng không cho các anh chị nghĩ cái gì, cái gì thất bại. Xong bắt đầu ca ngợi anh cha này nói hay, tôi cần nói hay, tôi cần nói làm sao nó ra vấn đề thôi. Trường Doanh Nhân PR.